Khá là bất ngờ khi mà Bùi Hồ chạy qua một cái sườn đèo đẹp như thế này mà lại gặp các em nhỏ ở đây, là các em là người Mông đang ngồi chơi trên một cái bậc thềm, và ở dưới này là một cái bậc thẳm sâu hun hút như thế này, cô bác quý anh chị. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay Bùi Hồ sẽ vào đang ở huyện Đồng Văn của tỉnh Hà Giang. Và hôm nay thì Bùi Hồ sẽ vào một cái ngôi làng cổ mà bị lãng quên rất là lâu, sau một cái cánh rừng, đó là làng Thiên Hương. Vì hôm nay thì hổm gầy thì Bùi Hồ cũng có đi rồi, nhưng mà vì mưa gió ở Hà Giang cũng khá lớn nên ở cái đoạn đường này là cái đoạn đường mà sạt lở không có qua được, nên Bùi Hồ đành phải gác lại đến ngày hôm nay. Và đến ngày hôm nay là buổi chiều, lúc khoảng gần 5 giờ chiều Bùi Hồ sẽ tranh thủ vào làng Thiên Hương, thì đây đó tầm khoảng 7 cây số, thì Bùi Hồ sẽ chạy qua đó để quay review cho cô bác quý anh chị xem nhé. Và đây là một cái vùng đất rất là đẹp của mảnh đất Hà Giang cô bác quý anh chị, núi cao chập trùng đúng không. Băng qua một khu gần khá là vất vả, thì tôi đang có mặt tại một cái ngôi làng cổ của người Mông, đó là làng Thiên Hương. Vậy thì hôm nay tôi sẽ kiếm một cái một nhà của một homestay để tôi review về nhà cổ của người Mông cho cô bác quý anh chị cùng xem nhé. Đây là đóng cửa lại đó, chúng ta thấy rất là rõ về những cái vách tường được xây dựng. Không thấy homestay ở đâu. Khá là nhiều nhà của người Mông, vì họ những cái vách tường này được xây bằng bằng đất hết nè, chúng ta thấy bị vỡ ra nè. Bùi Hồ có dịp đến đây một cái ngôi làng Thiên Hương, một làng cổ của người Mông, thì ở đây là các vật dụng đây. Đây là nhà mình hôm xây ở đây anh nhờ. Bao nhiêu một đêm anh nhờ? Không biết. Anh có thể cho em vô nhà được không? Có người ngồi che cắt. Dạ. Có người ngồi ở trên hả? Hôm chay. Dạ chào bác ơi. Chào anh. Dạ em chào anh. Dạ. Dạ anh có thể cho em review về ngôi nhà mình. Dạ em vô nhà nhé. Vâng. Đây là những cái bảng homestay thao Moskin. Ôi đúng là homestay đất nung, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy ở đây thì một ngôi làng này rất là nhiều người nhà của người dân. Anh này thì không biết ở đâu. Em chào anh. Anh mở homestay ở đây nha. Đang xây dựng lại anh nha. Dạ. Em đang sửa chữa đây nè, xây dựng lại. Vâng. Anh ở đâu? Em ở cô bác quý anh chị đồng. Khá là vất vả khi Bùi Hồ phải bỏ một cái đoạn đường hơn 7 km đường đèo để vào đây để review về ngôi nhà, những ngôi nhà của người Mông làng Thiên Hương. Nhưng mà thì kiến trúc của người Mông thì vẫn vậy, vẫn đất nung và ngói lợp ngói âm dương. Và ở đây cũng khá ít là ngôi, cũng ít ngôi nhà lắm. Hôm nãy thì có gặp một cái anh kia, không biết nói như thế nào. Khi gặp anh kia thì hợm quá. Chào bà nhá, chào chị nhá. Đó là những người Mông ở cô bác với anh chị. Ngôi làng thì nằm ẩn sâu sau một cái khu rừng. Và để biết được cái khu rừng đó như thế nào thì Bùi Hồ sẽ chạy lên quay một cái đoạn đường để làm YouTube của Bùi Hồ cho cô bác với anh chị xem nha. Và đây là cái mái nhà của người của những cái hàng rào nè, chắc bằng đá như thế. Và đây là dãy của người Nùng, gọi là làng, nhưng mà thật sự ra thì ở đây có rất là nhiều ngôi nhà nằm rải rác với nhau. Chúng ta thấy được chị này đang quải một cái gùi nhá. Tôi phải qua đây. Không biết là vợ cụm nhưng ông này khá là lớn tuổi á, cũng quải một cái đó đây lên. Làm YouTube là như vậy đó.
đôi khi thì chỉ cần một cái đam mê chạy qua một băng một cái khu rừng, thì băng qua những cái vào một buổi chiều như thế này, băng qua những cái con đèo đường đèo vất vả lắm, nhưng mà cố gắng để review cho cô biết với cô bác với anh chị biết được rằng là để mình có thể trải nghiệm được ở một cái làng mà bị lãng quên ở nơi đường đèo như thế này. Cái xe mà nó chạy thương nó ghê luôn. Cô bác với chị, đường đèo núi như thế này nè, phải cố gắng review cho cô bác với chị xem thì nhớ hãy thương và đồng cảm Bùi Hồ nha. Đây là một cái clip khám phá mà không phải là đi du lịch đâu, mà đi tìm những cái nơi khám phá cho cô bác quý anh chị biết được rằng xe mà lên dốc lên không nổi luôn. Rất là bất ngờ khi mà Bùi Hồ chạy qua một cái sườn đèo đẹp như thế này mà lại gặp các em nhỏ ở đây, là các em là người Mông đang ngồi chơi trên một cái bậc thềm, và ở dưới này là một cái bậc thẳm sâu hun hút như thế này cô bác quý anh chị. Chúng ta thấy rõ không? Mẹ đâu? Mẹ con đâu? Mẹ vừa về nhà nhưng mà không biết. Cơm nước nhờ? Dạ. Nè, chú cho nhé. Vâng, cháu cảm ơn chú. Chú cho con nha. Chú cho con bên kia nha. Mẹ ba mẹ về nhà cơm nước hả? Ôi, ừ, khi nào con mới về nhà? Cắt cỏ xong về hả? Ôi, cháu phải cắt cỏ nữa sao? Cắt ở đâu? Ở đây thôi, ở dưới kia hay sao? Ở dưới này à? Ôi, cháu cắt lội xuống đó cắt cỏ đó hả? Người có sâu quá không? Có. Nguy hiểm không? Có. Tại sao chơi nguy hiểm mà cháu vẫn cắt? Nhưng mà cẩn thận. Hả? Vẫn cẩn thận. Cẩn thận ha? Cẩn thận. Ôi, chú thấy chú sợ lắm luôn á. Cháu học lớp mấy rồi? Lớp 8 rồi ạ. Cháu lớp mấy tuổi? 14 tuổi dưới. Còn bạn này? Bạn này là 12 tuổi. Còn bạn kia? 9 tuổi. Bạn kia 9 tuổi sao nhỏ vậy? Vâng. Ôi, cắt xong quả dày nha con nhờ. Vâng. Ôi, cô bác của anh chị sẽ thấy này, một cái sâu hun hút, một cái hầm thâm thẳm sâu hun hút như thế này nè. Nhưng mà có gì mà không chịu lại được thì nguy hiểm lắm. Bí ở đó ai trồng hả con nhờ? Không biết. Không biết nhờ. Vâng. Còn ngô này ai trồng? Em cũng không biết, em ở trên kia thôi. Ừ. Vâng. Giờ lát mình đem về hả? Ừ. Ôi. Sao không nữa? Hả? Không ạ. Không à, một cục thôi nhỉ? Vâng. Ừ. Không biết như thế nào trên cái quá trình mà Bùi Hồ đi làng Thiên Hương đó cô bác quý anh chị. Vô cái làng thì vẫn là của người Mông sống, nhưng mà chỉ quay được một cái những cái ngôi nhà của người dân thôi. Và đây là các em nhỏ mà Bùi Hồ vô tình gặp được trong cái quá trình đi, thì khi các em phải xuống tự xuống dưới đó cắt cỏ cô bác quý anh chị. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại nha. Chú chào các con nha.